Tử vi 2024, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nam mạng, sẽ ra sao, may mắn, giàu có hay biến động thế nào? Hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Canh Thân, nam mạng đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử vi. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cho thấy được vận mệnh của mỗi người là khác nhau, có người sinh ra đã sướng từ trong trứng nước sướng ra, nhưng tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vang danh thiên hạ, nhưng nửa đời còn lại, càng già, càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ. Nhưng cũng có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng nhờ tính cách hiền lương, luôn nỗ lực, cố gắng để vươn lên, phước đức đủ đầy, nên được bề trên và các vị thần may mắn ban cho lộc lớn, cuộc sống tương lai ắt sẽ gặp nhiều điều may lành, giàu có hơn người. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi trong số 12 con giáp, có tuổi Canh Thân, nam mạng, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, cơ cực đủ đường, hung tinh liên tục đeo bám, nhiều lần lâm vào cảnh bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp. Nhưng nhờ tính cách chân thực, thật thà và kiên nhẫn chờ thời, mà bước sang năm Giáp Thìn 2024 tới đây, bản mệnh sẽ có số hưởng, được trời ban cho lộc lớn, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này, sẽ ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két, mọi thứ đều viên mãn, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình của quý tín chủ tuổi Canh Thân, nam mạng trong năm 2024 sẽ ra sao? Có điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng như vậy? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng tính cách người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nam mạng. Tuổi Canh Thân trong cuộc đời được Quan Thế Âm hộ mệnh, Đại Nhật Như Lai bảo hộ, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban phúc và Phật Diệu Quang ban cho trí tuệ. Không chỉ là những người thông minh, tài giỏi mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, có cuộc sống ở mức khá, không lo thiếu tiền, thiếu bạc, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời đẹp đạo, sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý và ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần thành đạt. Người tuổi Canh Thân, nam mạng, được ông Quan Đế độ mạng, những người tuổi này có số hưởng thọ. Từ 71 tuổi đến 85 tuổi, những người thật thà, ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Có thể nói rằng, khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người tuổi Canh Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nam giới tuổi Canh Thân rất ham học hỏi, có thể thu nhập thông tin cho mình bất kỳ ở đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong lĩnh vực cuộc sống, họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Canh Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước, tuổi Canh Thân giỏi trong giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới, nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán, tuổi Canh Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Canh Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập, giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác, con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mặt. Nếu làm việc tập thể, nam tuổi Canh Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai, nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công, tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số nam giới tuổi này làm việc gì cũng theo cảm hứng nhất thời, khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Canh Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Tuổi Canh Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình.
Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Canh Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tóm lại, tuổi Canh Thân nam mạng có cuộc sống ở mức khá, không dư giả quá, cũng không thiếu thốn quá, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời, đẹp đạo, sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý vào ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần, thành đạt trong tương lai. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Canh Thân trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Canh Thân theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp giáp tương khắc, điều kiện ngoại cảnh, tác động bất lợi, phải nỗ lực hơn mới đạt được thành quả tương xứng. Xét về địa chi, Thân gặp Thìn, lâm cục diện tam hợp thái tuế, vận quý nhân khá vượng, lúc gian khó có người đứng ra trợ giúp, công việc có tiến triển mới, tình hình tài chính cũng khả quan hơn trước. Xét về ngũ hành, được lưu niên tương sinh, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu con được con, cầu tài đắc tài trong năm 2024. Tiểu kết, bước sang năm 2024, vận khí của nam mạng Canh Thân có thăng có trầm, bản mệnh đón nhận đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức, cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến trong năm. Dù gặp khó khăn, cũng đừng vội chùn bước, bỏ cuộc, cứ quyết tâm theo đuổi thì cuối cùng sẽ nếm được trái ngọt xứng đáng. Tài chính không cần phải lo lắng, dễ có của ăn của để. Thứ hai, xem tử vi Canh Thân, sinh năm 1980, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Canh Thân nam mạng, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong cửu diệu niên hạn, sao Mộc Đức chính là một phúc tinh, sao tốt, mang lại điều tốt, may mắn trong công việc, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, gia đạo, bình an, hôn nhân hòa hợp. Về đường công danh, người được sao Mộc Đức chiếu tới sẽ được quý nhân phù trợ, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp, thêm nhiều bạn bè mới, thầy giỏi bạn tốt, mở ra nhiều cơ hội hơn trong học tập, sự nghiệp. Những người mới khởi nghiệp, nếu gặp năm Mộc Đức thì cần thận trọng, đề phòng thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ mà cần khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Những người mệnh kim hoặc mệnh mộc mà gặp sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Hạn của sao Mộc Đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại điều tốt đẹp nếu người cúng vừa cúng sao giải hạn, vừa nghênh sao để tiếp đón điều may. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn. Ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Trong năm các mệnh chủ được sao Mộc Đức chiếu vào, sẽ gặp nhiều may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai. Khi đang ở cát vận, may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, da trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Canh Thân theo niên hạn là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp hạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt,
ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn, huỳnh tuyền sẽ mang tới khó khăn, bất lợi dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì huỳnh tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động, kinh doanh, buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải hạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù làm việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn huỳnh tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị. Không những vậy, còn tốn thời gian, công sức, chẳng thể tham gia vào các hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc kinh doanh, không đưa ra được ý kiến quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì huỳnh tuyền là suối vàng, nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, sự cố gắng, quyết tâm cũng như vận may do các tinh mộc đức đem lại sẽ khiến bản mệnh được đón nhận khá nhiều tin vui, vận may trong năm 2024 này. Cả sự nghiệp tài lộc và tình duyên đều có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Duy chỉ có sức khỏe là không được như ý. Trong năm có hạn huỳnh tuyền, tuổi canh thân nam mạng, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu có ý định đi xa thì nên hạn chế đường sông nước nhé. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi canh thân nam mạng. Sang năm Giáp Thìn, tuổi canh thân nam mệnh gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng. Biểu tượng này mang ý nghĩa bất lợi cho công việc, hành sự gặp trục trặc, thậm chí có thể phải bỏ cuộc giữa chừng đầy tiếc nuối. Ngoài ra, trong năm bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn đáng tiếc, đi xe phải cẩn trọng, không nên đi cùng xe với người hạn chế giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên trì, chờ thời, thì việc gì cũng hoàn toàn có thể làm xong, nhục bằng hấp tấp, vội sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh thương mại làm ăn trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế đổi khác. Tuy nhiên, phương diện tình cảm khá tốt đẹp, tình cảm vợ chồng, lứa đôi được cải thiện đáng kể, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Chính vì lẽ đó, hãy kiểm soát tốt những áp lực về công việc và chuyện tiền bạc để gia đình luôn được yên ấm. Thứ 5, xem vận hạn năm 2024, tuổi canh thân nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi canh thân phạm tam tai năm thứ 3 là năm của sự hồi phục, công việc có mở mang thêm, ít gặp bất lợi khách quan. Kim lâu năm 2024. Tuổi canh thân không phạm kim lâu, có thể tiến hành đại sự trong năm như xây dựng nhà cửa, đứng ra lo liệu chuyện cưới hỏi cho người trong gia đình. Hoàng ốc năm 2024. Tuổi canh thân phạm hoàng ốc, không tốt khi tiến hành làm nhà, nếu vẫn muốn làm, có thể làm thủ tục mượn tuổi. Tiểu kết, công việc năm nay của tuổi canh thân có những bước tiến đáng kể, nếu cố gắng quyết tâm thì dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Ngoài ra, canh thân nếu tập trung vào việc của mình, hạn chế hành xử nóng nảy, lo chuyện bao đồng thì sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao ổn định, được người khác giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Năm 2024 này có thể tiến hành các công việc trọng đại, song trước khi bắt tay vào làm thì bạn cần lên kế hoạch kỹ càng, lường trước khả năng và sức khỏe của mình, tránh cố gắng quá sức. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi canh thân, nam mạng. Người tuổi canh thân khi bước vào năm 2024 là năm phạm tam tai thứ 3, nhưng vận trình của bạn gặp cục diện tam hợp thái tuế và ngũ hành tương sinh, cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của người canh thân này có phần thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều so với năm 2023. Về mặt sự nghiệp, tử vi canh thân năm 2024 về mặt sự nghiệp khá bình an, chính tài tọa tỷ kiên mang tới cát khí nhiều hơn cho bạn. Bạn là người phân rõ thị phi, đối nhân xử thế, nhân nghĩa chính trực nên đồng nghiệp, đối tác vô cùng yêu mến, các quan hệ xã giao được nuôi lớn cũng là lúc cơ hội thăng tiến của bạn gia tăng. Người tuổi canh thân sinh năm 1980 sẽ có một năm phát triển nhanh chóng, bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong công việc và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Chuyện làm ăn kinh doanh có chuyển biến đáng kể khi bạn tìm được hướng đi mới cho mình. Có thể quá trình mới bắt đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khó khăn, song bạn hoàn toàn có bản lĩnh, biến thách thức thành cơ hội. Trong gia đình, vợ chồng đều thấu hiểu tâm tư của nhau,
cùng nhau chia sẻ, nên canh thân cũng có thêm động lực để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở canh thân, khi thành công đến thì bản mệnh chớ nên kiêu ngạo quá mức, hãy luôn giữ được sự hài hòa để gia tăng thêm cát khí cho những thành tựu lớn hơn nữa. Về mặt tài vận của tuổi canh thân, sinh năm 1980, năm 2024. Năm 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của canh thân trở nên cực kỳ hanh thông và thuận lợi. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp, nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về mặt tình cảm, gia đạo của canh thân, sinh năm 1980, năm 2024. Tử vi năm 2024, dự đoán bạn sẽ nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình của mình. Gia đạo được hài hòa êm ấm, bản mệnh và nửa kia cũng duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể, hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Về mặt sức khỏe của canh thân, sinh năm 1980, năm 2024. Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho người tuổi canh thân năm mệnh bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm hơn. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm, chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, bản mệnh cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể, hãy lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ cũng được mở rộng. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mạng canh thân, sinh năm 1980. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia, thuốc lá, kẹo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số, không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ đã gây ra. Nếu biết thay đổi, làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên.
Chúng ta hay nhắc đến vận mệnh, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết ý nghĩa của nó. Vận mệnh hay số mệnh được hiểu là thân phận, phúc họa, sang hèn, vinh nhục là những điều thuộc về số phận. Có người nói, số phận đã định đoạt thì không thể thay đổi được. Tuy nhiên, thực tế số phận hoàn toàn có thể biến chuyển được nếu bạn biết cách. Đức Phật đã nhấn mạnh sự tồn tại của mọi vật. Nếu cái này hiện hữu, thì cái kia hiện hữu. Nếu cái này không hiện hữu, thì cái kia không hiện hữu. Nếu cái này sinh khởi, thì cái kia sinh khởi. Số mệnh con người cũng không tồn tại ngoài quy luật ấy. Theo lời Đức Phật, sự tồn tại của mỗi con người với vận mệnh khác nhau, phần lớn đều là kết quả của quá trình gieo trồng nhân trước đó, từ một hoặc nhiều kiếp. Vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ gây ra. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi, làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên. Một người trong lòng tràn ngập oán khí, tràn đầy những suy nghĩ độc ác thì sẽ khiến cho vận mệnh trở nên xấu hơn, rất không tốt. Ngược lại, một người trong lòng hàm chứa ý thiện thì vô tình sẽ khiến vận mệnh của người đó chuyển biến tốt đẹp. Dưới đây là lời Phật dạy ý nghĩa để cải biến vận mệnh của con người. Biết chia sẻ. Đức Phật dạy, con người sống trên đời phải biết yêu thương, sẻ chia, có thành tâm cho đi mới nhận được hạnh phúc vô lượng. Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra mà luôn được quyết định trái tim mỗi người. Biết cho đi, hạnh phúc sẽ được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cho đi yêu thương, lan tỏa yêu thương, mới nhận lại yêu thương, tạo ra hạnh phúc vĩnh hằng. Sự nhẫn nhịn. Cổ nhân có câu, một điều nhịn chín điều lành. Nhịn một bước tầm mắt sẽ rộng mở, nhìn thấy được biển rộng trời cao. Lời Phật dạy, người giữ tâm bình thản, đối xử nhân hòa quảng đại bao dung là người đại phúc. Sống ở đời, người nào càng cố chấp, càng tự gieo sầu muộn, nếu càng ngang bướng thì càng mù quáng, con người càng nóng nảy, càng chuốc họa vào thân. Một người phạm phải những điều trên thì làm gì cũng không thuận lợi, cả đời nghèo khó, người không thể làm chủ được cảm xúc của mình, dù tai họa hơn người cũng chẳng thể chuyển mình bám trụ lâu dài. Sống hòa nhã. Phật dạy, một con người nếu muốn được sự độ trì, bắt buộc phải có trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái và hành động từ bi. Sống, hãy biết kính trên nhường dưới, khuyến khích kẻ khác hành thiện, bao dung với kẻ làm sai, nhẫn nại với người nhu nhược, biết tha thứ, sẽ rũ bỏ tất cả, thậm chí là những oán hận thâm sâu nhất và đặt chân đến bến bờ an lạc, hạnh phúc. Thói quen tốt. Tâm thái quyết định đến thành công con người, hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo ra thói quen, hình thành tính cách, từ đó quyết định số phận của chúng ta. Thói quen không dễ được hình thành, cần có sự hành động kiên trì, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhờ vậy mới có thể hình thành nên một cơ chế cố định. Muốn tạo ra một cuộc sống tươi đẹp, hãy không ngừng thay đổi tư duy, khai mở tâm trí, hành động tốt đẹp và giảm bớt thói quen xấu. Đó chính là bước đệm để tâm người nhẹ nhõm, khoáng đạt hơn. Sự tin tưởng. Chính sự đa nghi, mất niềm tin khiến con người vướng vào thị phi không đáng có, đa nghi quá mức, gây trở ngại trong mối quan hệ giữa người và người. Thứ khó nhìn thấu nhất chính là lòng người, nhưng cũng đừng vậy mà nghi kỵ mù quáng. Giữa người thân với nhau, đừng đòi hỏi quá nhiều. Giữa vợ chồng với nhau, đừng kiểm soát quá đáng. Giữa bạn bè và các mối quan hệ, hãy biết điểm dừng. Người nào biết giữ lòng tĩnh lặng, giữ tâm an yên, mới nhìn thấu được hồng trần và cả những tai họa ẩn giấu sau sự hoài nghi. Yêu bản thân. Muốn thay đổi vận mệnh, để có một tương lai tươi sáng, phú quý vinh hoa công thành danh toại, thì trước tiên phải biết chăm sóc tốt cho chính mình, rèn cho bản thân thói quen ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục và luôn biết cách khiến cơ thể tràn đầy năng lượng nhất. Sự lười biếng chỉ khiến phí hoài thời gian, cuộc sống vô nghĩa, nghèo khó, suốt đời, dễ gây bệnh tật. Nhờ biết yêu thương bản thân, sống tích cực, dù cuộc sống khó khăn đến mức nào, giông tố bão bùng ra sao, ta luôn có đủ sức mạnh để đương đầu và đập tan tất cả. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.